Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu đến công chúng chùm tác phẩm đặc sắc về đề tài kháng chiến chống Mỹ. Đây cũng là dịp để hồi tưởng về một chiến công oanh liệt, vĩ đại trong lịch sử, thể hiện tình cảm, tấm lòng biết ơn của thế hệ hôm nay trước sự dũng cảm quên mình của thế hệ cha ông đã chiến đấu vì nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Với nhiều chất liệu khác nhau, các tác phẩm mỹ thuật thể hiện thành công hình ảnh người vợ, người mẹ hay hình ảnh những cô gái tuổi thanh xuân hăng hái tham gia đội quân du kích. Ý chí chiến đấu sắt đá hay sự tàn khốc, đau thương của chiến tranh đều được khắc họa rõ nét trong những tác phẩm. Trong đó nổi bật là bức tranh Sơn Mài, Mẹ kháng chiến, thoạt nhìn giống như hình ảnh cắt ngang một căn hầm bí mật. Bức tranh không nhiều chi tiết, nhưng tác giả khéo léo sắp xếp các nhân vật để khỏa lấp gần hết không gian tranh, tạo cảm giác chật chội, ngột ngạt. Những tác phẩm nghệ thuật này đã đem đến cho người xem ấn tượng tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng và để lại trong mỗi chúng ta niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng.